Mùa giải đang dần đi đến hồi kết, cũng là lúc các câu lạc bộ ráo riết chuẩn bị cho thị trường chuyển nhượng nhằm nâng cấp đội hình và sẵn sàng cho việc cạnh tranh các mục tiêu ở mùa giải mới. Man United chắc chắn cũng sẽ không nằm ngoài guồng quay này khi chất lượng nhân sự của đội bóng đang ở mức báo động với những gì đã trải qua. Tất cả những vị trí trên sân đều cần phải bổ sung lực lượng nếu huấn luyện viên Erik ten Hag muốn Quỷ Đỏ có thể cạnh tranh cho các danh hiệu ở mùa giải tới. Tuy vậy, với việc quá trình đổi chủ vẫn chưa hoàn tất, ngân sách chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vậy nên nếu không thể tạo ra bom tấn, thầy 10 sẽ phải hướng đến các thương vụ miễn phí. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua 5 chữ ký đảm bảo chất lượng nhưng sẽ không tốn một xu nào của Man United. Thứ nhất, Youri Tielemans. Trong số những vị trí cần bổ sung nhân sự, hàng tiền vệ chắc chắn phải là ưu tiên hàng đầu. Ngoài bộ ba Casemiro, Christian Eriksen cùng với Bruno Fernandes, chẳng còn bất kỳ cái tên nào mang đến sự yên tâm. Và nếu không có những sự bổ sung cần thiết, huấn luyện viên Erik ten Hag rất khó có thể triển khai lối chơi ưa thích của ông để giúp Man United có thể áp đảo đối thủ. Bản thân chiến lược gia người Hà Lan luôn yêu thích nàng thơ Frankie de Jong, Alexis McAllister hay cả Moises Caicedo. Tuy vậy thì tất cả những ngôi sao này đều không hề rẻ một chút nào, và để thành công thì sẽ tiêu tốn của Quỷ Đỏ một khoản tiền rất lớn. Nếu ngân sách không cho phép, thầy 10 sẽ buộc phải hướng đến những mục tiêu ngon bổ rẻ hơn, chứ không thể trông cậy vào cặp hắc bạch vô thường mãi được. Sau những màn trình diễn ấn tượng, đã có rất nhiều câu lạc bộ lớn tại xứ sở sương mù theo đuổi ngôi sao sinh năm 1997, trong đó không thể thiếu Man United. Đội chủ sân Old Trafford đã từng nhiều lần liên hệ với bầy cáo nhằm mang về cầu thủ người Bỉ với mục tiêu tìm kiếm đối tác ăn ý với Paul Pogba và tăng cường sức mạnh nơi tuyến giữa. Nhưng rồi thì đội bóng chủ quản của Youri Tielemans hét giá khá cao, cùng với việc những ông lớn không quá quyết tâm khiến cho thương vụ này rơi vào bế tắc. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, hợp đồng của chàng trai 25 tuổi chỉ còn thời hạn đến cuối mùa giải năm nay và anh đã quyết định ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới trong sự nghiệp. Nhiều người trước đây từng nghĩ rằng chàng trai sinh năm 1997 là mẫu tiền vệ thiên về sức mạnh và luôn đấm nhau nơi tuyến giữa. Nhưng hãy nhìn vào cách chơi của cầu thủ người Bỉ trong 4 năm tại sân King Power. Youri Tielemans luôn được xếp đá cặp với một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự như Wilfried Ndidi hay Nampalis Mendy. Chàng trai vừa đón sinh nhật tuổi 26, đóng vai trò như một tiền vệ con thoi di chuyển rộng khắp trên sân. Anh có nhiệm vụ liên kết lối chơi và điều tiết nhịp độ trận đấu. Vì vậy, việc được chơi cùng với một ngôi sao đẳng cấp như là Casemiro sẽ giúp Tielemans phát huy tối đa khả năng của mình và nâng tầm sức mạnh cho đội chủ sân Old Trafford. Thứ hai, Marcus Thuram. Ngoài hàng tiền vệ, thì vị trí trung phong cắm cũng sẽ là nơi cần phải bổ sung nhân sự của Manchester United vào mùa hè năm nay. Với việc cả Anthony Martial cùng với Wout Weghorst đều không thể mang đến hiệu quả, cựu thuyền trưởng Ajax sẽ phải tìm kiếm một cây săn bản chất lượng hơn, đảm bảo đầu ra bàn thắng và san sẻ gánh nặng cùng với Marcus Rashford để giúp đội bóng tiến bộ hơn nữa. Hai ngôi sao được Quỷ Đỏ theo sát nhất thời gian vừa qua chính là Harry Kane cùng với Victor Osimhen. Tuy vậy, mức giá để có được một trong hai ngôi sao này sẽ không hề rẻ một chút nào. Con số 100 triệu bảng sẽ là yêu cầu mà cả Tottenham lẫn Napoli đưa ra. Thậm chí là nó có thể tăng lên nữa nếu càng có nhiều đội bóng hỏi mua ngôi sao của họ hơn. Nếu tình hình tài chính không cho phép, huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ buộc phải hướng đến những mục tiêu khác phù hợp với túi tiền. Nhưng chất lượng thì cũng vẫn ở mức chấp nhận được. Một trong số này chính là Marcus Thuram, con trai của huyền thoại bóng đá Pháp và vừa giành ngôi Á quân World Cup 2022 vừa qua trên đất Qatar. Anh đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Borussia Mönchengladbach và sẽ ra đi vào mùa hè năm nay. Theo tờ The Athletic, Marcus Thuram sẽ là một lựa chọn thông minh cho Man United. Trang web này phân tích bộ kỹ năng của anh và những gì mà cầu thủ người Pháp sẽ mang lại. Sở hữu chiều cao lên đến 1m95 và được chơi phú cho tốc độ. Cầu thủ 25 tuổi là một trong số ít tiền đạo hàng đầu của bóng đá châu Âu, thực sự có thể kết hợp một thể trạng chắc chắn với những pha bứt tốc đỉnh cao và sự khéo léo, đồng thời kiểm soát bóng luôn có tính toán. Anh đã có cho mình 16 bàn thắng cùng với 6 kiến tạo sau 30 trận ra sân ở mùa giải năm nay. Và đây là thành tích vô cùng ấn tượng của chân sút sinh năm 1997.
Anh xếp trong top 11% những tiền đạo cắm về tỷ lệ ghi bàn không phải phạt đền và top 5% hàng đầu về số lần rê bóng thành công. Những phẩm chất cho thấy Thuram hoàn hảo với lối chơi chuyển đổi trạng thái và có thể làm phong phú hơn nữa cho hàng công của Quỷ Đỏ. Nếu không thể mang về bom tấn như là Harry Kane hay Victor Osimhen, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể hướng đến thương vụ miễn phí này. Kinh nghiệm cùng với thể trạng của con trai huyền thoại Lilian Thuram sẽ hoàn toàn phù hợp với môi trường Premier League và anh hứa hẹn sẽ phát triển hơn nữa dưới bàn tay của thầy 10. Thứ ba, Wilfried Zaha. Với việc Jadon Sancho cùng với Anthony chưa mang đến sự ổn định cũng như hiệu quả cần thiết, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng cần phải bổ sung một chân chạy cánh chất lượng để hỗ trợ cho Marcus Rashford nếu có biến động về lực lượng. Và người cũ Wilfried Zaha hoàn toàn là một phương án tốt đối với Man United. Trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ của đội chủ sân Selhurst Park, Wilfried Zaha đã có 109 lần xuất hiện trong màu áo đội 1 của Crystal Palace và ghi được 12 bàn thắng trước khi chính thức cập bến nhà hát của những giấc mơ. Tuy vậy, khó khăn đã đến với chàng trai trẻ thời điểm ấy, chính là việc Sir Alex Ferguson đã quyết định nghỉ hưu. Và đó là nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn thất vọng của cầu thủ này. Hợp đồng hiện tại của chàng trai sinh năm 1992 sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm nay. Vì vậy, anh hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt ở thị trường chuyển nhượng mùa hè tới. Với tham vọng chinh phục đỉnh cao và tận hưởng bầu không khí ở Cúp châu Âu, Wilfried Zaha nhiều khả năng sẽ không gia hạn hợp đồng với Crystal Palace và sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tốc độ cùng với khả năng rê bóng xuất sắc chính là điểm mạnh của cầu thủ 30 tuổi. Chính điều này đã biến anh thành cái gai trong mắt các hậu vệ và là mối hiểm họa lên khung thành của đối phương. Ngôi sao người bờ biển Nga sẽ là một mũi khoan chất lượng bên hành lang cánh, nơi anh sẽ làm khổ bất kỳ hậu vệ biên nào, đồng thời thu hút sự quan tâm của đối thủ để mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Nếu chiêu mộ thành công cầu thủ 30 tuổi, anh sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập vào lối chơi của Man United. Kinh nghiệm dày dặn ở môi trường Premier League giúp Zaha tự tin đương đầu với bất cứ khó khăn nào. Nhưng với một thương vụ miễn phí, có thể chơi tốt ở hai cánh và tài năng đã được kiểm chứng, liệu đây có phải là khoản đầu tư ổn mà Man United có thể hướng đến? Thứ tư, N'Golo Kanté. Kanté luôn là một trong những cầu thủ được yêu mến bậc nhất thế giới. Sự giản dị cùng một thái độ chuyên nghiệp không cần phải bàn cãi của anh luôn là tấm gương cho nhiều cầu thủ khác noi theo. Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, ngôi sao người Pháp đang đi đến những ngày tháng cuối cùng trong bản hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Nhà vô địch World Cup 2018 vẫn chưa có ý định gia hạn với Chelsea khi câu lạc bộ đã chi tiêu quá nhiều ở hai kỳ chuyển nhượng vừa qua. Và chính sự bất ổn trong lối chơi đã khiến The Blues phải trải qua đến 3 đời huấn luyện viên khi mùa giải còn chưa khép lại. Và khi một vị thuyền trưởng mới xuất hiện, vai trò của Kanté sẽ bị ảnh hưởng. Vì dẫu sao anh cũng đã 32 tuổi cùng với tiền sử chấn thương khá dày đặc của mình. Tuy vậy, nếu Man United nghiêm túc trong thương vụ này thì đây sẽ là giải pháp dự phòng chất lượng trong nhiều trận đấu cụ thể. Ngôi sao người Pháp là mẫu tiền vệ box to box điển hình với khả năng hoạt động không biết mệt mỏi. Anh có thể xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân và đưa ra những pha xử lý cực kỳ thông minh. Cả tấn công lẫn phòng ngự, cầu thủ sinh năm 1991 đều để lại dấu ấn rõ nét. Cùng với đó là bản lĩnh của một nhà vô địch là điều mà N'Golo Kanté có thừa khi anh đã sở hữu tất cả danh hiệu cao quý mà một cầu thủ ao ước có được. Từ Champions League, World Cup đến Premier League, chàng trai dễ mến này cũng sẽ mang đến những kinh nghiệm quý báu cho dàn cầu thủ tại đội chủ sân Old Trafford. Dù vẫn còn những bận tâm về chấn thương, nhưng nếu sở hữu Kanté miễn phí thì ngại gì mà huấn luyện viên Erik ten Hag lại không thử. Một phương án dự phòng hiệu quả trong bối cảnh cả Casemiro hay Christian Eriksen đều vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao trong 1 đến 2 năm tới trước khi Man United ổn định tài chính để hướng đến các thương vụ bom tấn. Thứ 5, David Raya. Cuối cùng là trường hợp không phải hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải, nhưng giao kèo với câu lạc bộ chủ quản cũng chỉ còn có 12 tháng và đang là mục tiêu hàng đầu của Man United ở vị trí thủ môn. Vâng, đó chính là David Raya, thủ thành đồng hương của David De Gea, đang thi đấu rất hay trong màu áo Brentford nhiều năm qua. Khả năng chơi chân ấn tượng với những đường phất bóng có độ chuẩn xác rất cao chính là điểm mạnh của chàng trai 27 tuổi. Anh rất phù hợp với những đội bóng thi đấu với hàng thủ dâng cao nhờ khả năng làm chủ không gian rất tốt. Chính điều này đã giúp anh từng thực hiện nhiều hơn 300 đường chuyền so với bất kỳ thủ môn nào khác ở Championship ở mùa giải 2020-21. Và điểm mạnh này lại càng được phát huy mạnh mẽ hơn ở mùa giải năm nay.
Không chỉ đóng vai trò luân chuyển bóng xuất sắc, David Raya còn rất giỏi trong việc phản xạ, một điều tiên quyết của mọi thủ môn. Tính đến thời điểm này, anh đã có 10 trận giữ sạch lưới cho Brentford và đặc biệt nhất chính là 142 pha cứu thua, cao nhất trong số những người gác đền tại Premier League, một thành tích hết sức ấn tượng. Hợp đồng hiện tại của David Raya sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau và mới đây anh cũng đã từ chối gia hạn với Bầy Ong, mục đích là muốn tìm kiếm thử thách mới và sẵn sàng cạnh tranh cho cuộc đua giành danh hiệu hay trải nghiệm các giải đấu lớn tại châu Âu. Với những gì Thánh Tôn đã thể hiện trong thời gian qua, việc anh mất chỗ đứng tại đội bóng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu người gác đền sinh năm 1990 cải thiện hay chí ít là chấp nhận giảm lương để ở lại, anh sẽ là người hướng dẫn cho đàn em đồng hương trong việc hòa nhập với Man United, để rồi Raya sẽ dần trở thành số 1 tại câu lạc bộ. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.